À, kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm là Keyboard. Hôm nay xin hướng dẫn các bạn đó là thiết lập chế độ bắt điểm trong phần mềm nha. Rồi bắt đầu tôi vào thực hành luôn nha. Đây, ta có giao diện những cái thử như thế này. Bây giờ đầu tiên vô. Đây. Đó. Đây là những cái chọn. Rồi, đây là những thử edit. Đây là những cái đối tượng mà chúng ta muốn bắt chọn điểm nha. Rồi, đi thanh edit, đi chế độ bắt điểm nè. Đó các bạn thấy không? Bắt điểm nè. Rồi, đây là bắt điểm cuối nè. Rồi, bắt điểm quay test nè. Rồi, đây là bắt điểm gần nhất nè. Đây là bắt điểm giao nhau nè. Rồi, đây là bắt điểm giữa nè. Rồi, bắt điểm tiếp tiến nè các bạn. Rồi, để tôi ví dụ cho các bạn coi cụ thể luôn nha. Đó, tôi vẽ một đối tượng đi. Rồi, tôi vẽ một đối tượng nha. Rồi, bắt đầu vô. Đó, khởi động nè. Bắt điểm nè, thấy không? Một cảnh nè. Rồi, đây. Đó, bắt điểm gần nhất. Mình chú ý nè, chúng ta hiện cái này nè. Rồi. Đó, thấy không? Bắt điểm gần nhất nè. Bấm vô. Đo vô. Các bạn này. Thấy không? Đó. Rồi sau khi thoát ra này, bấm đi nè. Đó, chọn thấy không? Chọn lại nè. Đó. Chúng ta bắt điểm, chúng ta chú ý nè. Có chuột phải dưới đây nè, cũng được nè. Đó, ta coi thiết bật cái này nè. Đây là tắt nè. Bật nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Rồi, chúc các bạn thực hành thành công nha.